dữ liệu mình coi trực quan nhất là tổng thể. Ừ. Mình chú bật mấy cái lò đồ lên là hiện giờ đang xài 7 kg rưỡi, 7.5 kg. Ừ. Nó sẽ dần dần giờ này nắng nó hơi ít nên nó sản xuất được 2 kg 2 kg 4. Dạ. Rồi còn nó lấy lưới thêm lưới 5 kg mấy nữa. Dạ đúng rồi. Rồi. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành bê các cái tấm pin năng lượng mặt trời xuống chân công trình anh chị em nhé. Ở đây là gồm 14 tấm pin năng lượng mặt trời. Hệ thống này là 8 kW. Gia đình Bắc Hoan đây là chi phí tiền điện mỗi tháng là khoảng 4 triệu tiền điện hơn, 4 đến 5 triệu rất là nhiều nên bác quyết định lắp hệ thống điện mặt trời này để giảm chi phí tiền điện cho gia đình mình anh chị em nhé. Đấy, ở đây là huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Hiện tại anh em chúng tôi đang tiến hành bắn các cái ray nhôm budget, mini ray budget. Ở đây thì chủ nhà yêu cầu là cái khoảng cách tấm pin lên độ cao là phải cao khoảng 10 cm, nên là anh em chúng tôi sử dụng phụ kiện chuyên dụng là mini ray budget. Ở đây là gọi là budget. Budget này thì nó làm bằng mạ kẽm nên là nó không bị rỉ theo thời gian. Tuy nhiên thì cái budget này nó có một cái nhược điểm, mà nó cũng có cái ưu điểm và nhược điểm của nó. Ưu điểm nó là cái độ cao nó khá là cao. Chủ nhà yêu cầu là làm thế nào mà con mèo hay con chuột thì nó có thể chui được dưới cái dàn pin, nên là phải anh em chúng tôi phải sử dụng budget. Còn bình thường ấy thì chúng tôi sử dụng mini ray để cố định các cái tấm pin năng lượng mặt trời. Tại vì mini ray là nó bằng nhôm cùng chất liệu với tấm pin nên là nó không bị oxy hóa. Và đồng thời thì mini ray nó dễ thi công hơn, vì khi mà chúng ta thi công lắp đặt nhiều cái tấm pin thì có thể nó bị xê dịch, thì cái mini ray nó không phải đánh dấu vị trí của cái mini ray, do đó là dễ thi công hơn. Và nói chung tuổi thọ của mini ray thì nó cũng tốt hơn mà không bị ăn mòn điện hóa trong quá trình sử dụng anh chị em nhé. Sau khi mà bắn mini ray xong thì chúng tôi tiến hành đi dây điện mặt trời vào trong ống nhựa bình minh. Toàn bộ các dây dẫn là đi trong ống nhựa bình minh để đảm bảo nó không bị mục mọt theo thời gian. Dây dẫn được đi dưới ống và đặt lòn dưới tấm pin để tránh cái việc là tấm pin năng lượng mặt trời và tránh cái việc là cái dây nó bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào dẫn đến là bị mục mọt trong quá trình sử dụng lâu dài. Việc này sẽ giúp cho hệ thống hoạt động ổn định hơn và cái thời gian tuổi thọ của hệ thống nó sẽ tăng lên, và tránh cái việc là bị oxy hóa cái dây dẫn trong thời gian ngắn anh em nhé. Sau khi mình đã bắn được các cái budget lên trên mái, mini ray lên mái thì chúng ta tiến hành là treo biến tần và tủ điện lên. Ở đây anh em chúng tôi đang tiến hành treo và biến tần và tủ điện lên. Cái biến tần này là sử dụng chú lắp đặt là hệ thống này là biến tần 10 kW một pha, sau này có thể nâng cấp thêm nữa. Ở đây đang lắp 14 tấm pin, sau này mình tăng tấm pin lên được, có thể lắp lên đến 20 tấm pin để cho công suất dàn pin nó mạnh hơn. Đó, thì sau này mình muốn dùng nhiều điện hơn thì nó cũng sẽ tiết kiệm nhiều chi phí tiền điện cho mình. Và đồng thời thay vì chúng ta lắp máy 5 kW hoặc là 8 kW thì ở đây chúng ta lắp máy 10 kW, với chi phí 4 đến 5 triệu tiền điện mỗi tháng, có thể sau này chú sẽ xây thêm nhà trọ hoặc là cho thuê thêm những cái gian hàng đằng trước, dẫn đến là tiền điện nó tăng lên thì có thể nâng cấp thêm dàn pin năng lượng mặt trời anh em nhé. Ở đây thì hai anh em đang lắp đặt biến tần, treo cái biến tần này phải cẩn thận làm sao mà hai cái gờ của nó vào trong cái gờ để tránh cái việc là biến tần bị va đập trong quá trình mà sử dụng, cũng như là an toàn thẩm mỹ. Sau khi mà treo biến tần và tủ điện thì tiến hành công đoạn đó là đấu nối hệ thống. Thì ở đây anh em chúng tôi đang tiến hành bấm các cái giắc nối MC4 và đấu nối vào tủ điện. Toàn bộ các cái dây dẫn là chúng tôi đi trong máng điện rất là gọn gàng và không có lòi một cái sợi dây nào hết. Anh chị em thấy không? Dây điện mặt trời đi vào trong ống lòn xuống tủ điện rất là gọn gàng và sạch đẹp. Nói chung đảm bảo hệ thống thẩm mỹ cho chủ nhà trong quá trình mà sử dụng. Để lỡ mà có quan khách đến họ tham quan thì mình cũng yên tâm hơn trong quá trình mà sử dụng, lắp đặt nó gọn gàng. Đây thì kỹ thuật viên của chúng tôi đang tiến hành là đấu nối hệ thống, cắt các cái dây dẫn và bấm đầu cốt để đấu vào tủ điện. Thì ở đây nếu anh em mà mua về lắp đặt, tự lắp đặt ở nhà thì cũng rất là dễ dàng. Anh em chúng tôi cũng đã đấu nối sẵn những cái tủ điện này. Mai mốt anh em mà mua về tự lắp đặt thì cũng rất là dễ, chỉ cần cắm vào là xong. Ở đây chúng tôi cũng đánh dấu sẵn các cái dây. Đây là chúng tôi lắp đặt cho khách hàng nên chúng tôi không có in số lên. Nếu mà anh em mà mua về tự lắp đặt thì chúng tôi cũng in đầu số lên cho anh chị em. Các cái tấm pin đã được lắp đặt trên mái tôn thành công. Ở đây là gồm 14 tấm pin, anh chị em thấy rất là đẹp, ngay hàng thẳng lối.
hai cái mặt mái này nó chênh nhau nên là cái khoảng cách anh em chúng tôi sẽ thấy để ý đó là tấm pin chúng tôi sẽ chừa ra một khoảng so với cái bờ tường bên kia để tránh cái việc là cái bờ tường bên kia nó bị che cái tấm pin bên này dẫn đến là cái hiệu suất bị giảm anh em nhé. Đó, thời tiết tại Tiền Giang hôm nay thì rất là đẹp, anh em thi công rất là nhanh gọn và thẩm mỹ. Đó, anh em thấy toàn bộ dây dẫn là đi trong ống nhựa để mà đảm bảo nó bị không bị mục mọt theo thời gian. Tủ điện lắp đặt gọn gàng anh em nhé, thấy không, những cái vị trí mà chúng tôi lắp đặt thì đều đi ống vào hết để che dây dẫn lại để đảm bảo cho nó được thẩm mỹ hơn. Bây giờ là có vẻ hệ thống đã hoạt động rồi. Đó, đây là cái dây điện lưới kéo ra ngoài thì bác chủ nhà bảo là không cần phải đi ống đâu, để ngoài như vậy cũng được để tránh cái việc là sau này nếu mà muốn bảo dưỡng thì cho nó dễ. Đây là đường dây anh em chúng tôi cũng đi trong ống hết, anh em thấy từ trên mái đi xuống rất là gọn gàng đúng không nào. Ở đây là những cái công đoạn cuối cùng của hệ thống điện mặt trời này, đó chính là đóng nắp tủ điện. Ở đây hệ thống đã hoạt động ổn định rồi và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng anh em nhé. Đấy, về tủ điện và biến tần thì treo rất là cân đối. Đó, hiện tại là công suất phát ra được là 1461W. Dàn pin số 1, dàn pin số 2 đều có điện rồi anh em nhé, 1472W. Đó, thì cái hệ thống này nếu mà nắng tốt một ngày 8kW dàn pin này có thể thu được từ 30 đến 40 số điện anh em nhé. Mỗi tháng là khoảng 900 đến 1200 số điện, như vậy có thể giảm chi phí tiền điện cho anh em rất là nhiều. Tải sử dụng đây là 1500W này. Đó, hiện tại ngày hôm nay là thu được 200W giờ rồi. Đó, mới lắp đặt xong. Những cái công đoạn cuối cùng nó chính là bàn giao cho khách hàng anh em nhé, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng cái phần mềm Solarman Smart để theo dõi sản lượng điện mặt trời. Với cái thời tiết ở khu vực Nam Bộ này, với hệ thống điện mặt trời 8kW này, một ngày nắng tốt có thể thu được là từ 30 đến 40 số điện, phù hợp cho gia đình nào khoảng 4 triệu đến 5 triệu đồng tiền điện mà sử dụng nhiều điện vào ban ngày. Ở đây thì chú lắp đặt xong thì anh em tôi cũng cẩn thận bàn giao cho chủ nhà. Đấy, tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đấy, hệ thống này anh em chúng tôi thi công trong khoảng 1 ngày là xong anh em nhá. Ở đây thì cái thời tiết hôm nay nó cũng thuận tiện để anh em thi công. Đó, anh em nào mà có thể có, nếu mà muốn tiết kiệm chi phí thì mình có thể mua vật tư về tự lắp đặt, thì chúng tôi cũng hỗ trợ kỹ thuật cho anh em mà đấu nối sẵn hệ thống rồi, rất là đơn giản trong quá trình mà mình lắp đặt. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của đội ngũ Camera Solar. Anh em chúng tôi rất là vui vì được hỗ trợ và hân hạnh để tiếp đón anh em ở khắp mọi miền quê hương tổ quốc. Cảm ơn đội ngũ anh em đã thi công hệ thống này hoàn chỉnh. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, và anh em nào mà cần hỗ trợ về hệ thống điện mặt trời thì hãy nhắn tin ngay qua Zalo cho đội ngũ anh em chúng tôi. Anh em nào muốn mua vật tư về tự lắp đặt hoặc là thi công trọn gói, tốt nhất là mua vật tư về tự lắp đặt thì nó sẽ giảm được chi phí đầu tư ban đầu. Còn thi công trọn gói thì anh em chúng tôi cũng tiến hành thi công cho anh chị em luôn. Rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ đội ngũ Camera Solar. Trân trọng cảm ơn.